Rồi em chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề của em. Mọi người mua hàng liên hệ thông tin trên màn hình ha. Nè, thông tin có ghi cụ thể. Số điện thoại là 0348 30 83 ha. Mình gọi không được, mình nhắn tin giùm em cái. Rồi em trả lời. Rồi khách hàng mới bên em thì khi đặt hàng á thì vui lòng chuyển khoản ha. Mình chuyển khoản và em sẽ gửi hàng. Còn khách mua quen rồi thì em gửi COD luôn ha. Gửi trong ngày hoặc là ngày hôm sau ha. Gửi bên Viettel nha mọi người, gửi đến tận nơi ha, tận tay. Và cước phí thì nó rất là rẻ, không quá mắc mọi người, tại vì em gửi là gửi thường ha. Rồi gửi thường thì trong miền Nam thì khoảng 3-4 ngày nha mọi người, ngoài miền ngoài ha, miền xa nhất thì khoảng 5-6 ngày, 7 ngày cái tuần ha. Còn tùy nơi, trong thì nó khác thường lắm, nhưng mà nó tầm đó ngày ha. Rồi cái video hôm nay là mã 245 ha. Mọi người xem video mình chốt hàng thì báo cái mã số sản phẩm với lại video giùm em ha, để tránh bị nhầm lẫn mấy cái video trước. Rồi đầu tiên giới thiệu cái nha, đây cái này cái tời nha mọi người. Đây là về cái tời nè, cái tờ quay ha, quay bằng cái tay đây. Đó thiết kế nó như vậy ha, mình quay nó sẽ hâu dây vô. Đó. Đó, nó sử dụng như vậy ha. Tời này nó quay độ khoảng 300-400 kg nha mọi người. Tại vì sao? Thì em nhìn cái dây xích ha. Nói chung là tời mình nhìn cái dây xích mình sẽ nè. Dây xích là của Japan luôn nha. Tời Nhật ha. Nó có đóng mộc Japan trên cái mỗi cái mắt, trên cái mắt xích này ha. Hiện tại nó là cái đồ gắn như vậy ha. Mọi người về mình chế móc vô ha, mua cái móc dạng để gắn xích á, mở ốc này ra là bắt vô ha, tháo lắp thôi. Rồi cái dây này dài khoảng 1m6, dây xích khoảng 1m6. Đây tời thân nó bằng thép rất là dày mọi người nè, nặng lắm, xài tay quay ha, còn rất là đẹp. Dạng này á, mình bắt lên trên cao hoặc là bắt ngang như vậy ha, bắt đứng hoặc bắt ngang ha, đứng như này, bắt cố định mọi người, là có lỗ áp bắt cố định ha. Bắt trên xe cũng được nữa, xe tải, xe nhỏ mình khi bị gì mình mở ra quay ha, bị lúng. Đó. Rồi cái tời này mã số 1 ha, 700 ngàn. Đó, tời 700 ngàn, còn rất đẹp nha, này cái xích còn chống tinh luôn. Dây xích này nó ghi là 5T nha mọi người, đóng Japan hết nè, ghi 5T ha, 5T là 5 tấn à. Nhưng mà cái dòng tờ nhỏ như vậy thì khoảng độ 400-500 kg xuống lực kéo nó mọi người. Khoảng lực kéo nó đó. Còn cái dây xích này chắc nó chịu 1 tấn á. Nó có ghi là 5T nha. Đây. Japan 5T trên cộng dây xích ha.
Đây đo cái kích thước cũng như xích luôn nè. 6 ly 3 ha. Đường kính nó 6 ly 3. Rồi cái tờ mở 1 ha, 700 ngàn. Rồi tiếp theo là bộ đây. Cái bộ cà lê ha mọi người. Đây bộ cờ lê 245 cây ha của Asahi Nhật. Cờ lê 5 cây Asahi. Nó đầy đủ số hết mọi người. Đây là 89 nè, 10 12 11 13 14 17 19 21 ha. Đầy đủ. Mới tin chưa sử dụng nha. Rồi 250 ngàn mã số 2. Rồi số 3 số 4 là hai cây Victorinox thôi mọi người. Cái dòng khóa đa năng Thụy Sĩ. Con này con nhỏ ha, mini nhỏ xíu, hai tính năng nha mọi người. Đây nó là hai tính năng ha, nè lưỡi dao nè, cái dao có khắc hiệu với tay nó, còn rất đẹp, không có bị xước gì hết. Với một cái mũi đây, mũi này là mũi dít bắt keo luôn này nha, là mũi dít dẹp nè ha, là cái giũa móng tay nha. Rồi hai cái chức năng không thể thiếu, nó là nhíp và cây cây tăm ha. Rồi đây móc treo chìa khóa. Rồi con này mã số 3 nha, 200 ngàn. Đây nó rất là nhỏ, 5 ly rưỡi ha, 5 phân rưỡi. Rồi tiếp theo là con bự hơn tí mọi người. Con này cũng cái tơi nóc bự hơn tí ha. Con này nó nhiều chức năng hơn nè, dao nè, lưỡi dao đẹp nè. Rồi cái khui nước, khui nắp chai. Rồi cái này khui rượu nè, khui rượu ba nè. Rồi cũng có cái tăm mọi người, tăm với lại nhíp ha, đầy đủ nó. Ở đây là móc chìa khóa luôn. Con này kích thước nó là 8,5 cm ha. Rồi mã số 4 à, 250 nha. Kiểm chuốt dây điện nha mọi người. Kiểm chuốt dây điện của đây, thằng này của Desan Germany ha. Của Đức nha. Kiểm này của Đức sản xuất luôn. Loại này chuốt tự động mọi người, đút dây vô là nó sẽ chuốt. Và có chức năng cắt dây điện luôn ha. Đây, để cắt đây. Đút vô là chuốt, không cần canh canh dây gì hết ha. Cái dây lớn như nhỏ, lưỡi gì đó. Lúc vô là nó chốt. Cắt dây nè. Đó.
chút. Đây thông số nó ghi là cắt được dây 2 ly trở xuống nè. Cắt được dây đường kính 20 ly nè ha. 20 ly. Rồi đường kính dây chuốt là 0.2 đến 6. Đó mm vuông ha. 0.2 đến 6 nè. Rồi không xài nữa mình bấm lại cái này ha. Khóa cái ấy rồi. Xài bấm ra nó tự nó bung. Đó. Khóa lại cất. Xài chỉ cần bớt vô thôi ha. Rất là tiện. Rồi kích thước 18 cm. Mã số 5 ha, 500.000. Kèm chuốt dây điện của Đức. Rồi tiếp theo về một cây đây. Cái này là con gọi là vít gốc không mọi người. Vít chuyển trong góc hẹp. Rất là tiện nha. Đây, có thể xài lắc léo chuyển góc ha, cũng cong rồi được hết ha. Đây đầu lục giác 63. Đầu chuyên dụng cho máy bắn vít à. Gắn vô là xài. Nè, rồi mình gắn mũi vít ở trên ha. Đó, ví dụ vậy, gắn vô. Trên nó có 500 rất là mạnh nha mọi người. Rồi khi quay dưới thì nó ở trên nó cũng quay ha, nó nối dài ra. Mà còn uốn cong vô chỗ góc hẹp nữa. Đây nó có 500 này nha. Hết rất là mạnh. Rồi cái đầu vít này mã số 6 ha, 150. Japan nha mọi người. Thương hiệu của Japan luôn. Nè, Japan nè. Hiệu KM. Rồi cái kìm bấm móng của Kai rất là đẹp. Này Kai made in Japan rất là đẹp. Nè lưỡi nè. Lấy quá đẹp luôn. Có dụng móng tay luôn nha. Rất là bén. Xài góc bờ luôn nha. Bằng hợp kim. Rồi bấm thử cái móng. Đó. Bén luôn nha. À, mã số 7 150. 8 là cắt kính nè mọi người, cắt kính không dùng không dùng dầu của Nhật. Đây nó dùng viên đá kim cương nha, viên đá kim cương nhân tạo như này đó. Chiếu chiếu đó. Và cắt số kiến nó sẽ ăn ha. Chuyên dùng cắt kiến. Rồi, nó đơn giản nha. Đầu bằng đồng. Đây có viên đá. Nhỏ gọn. Rồi mã số 8 ha. Cắt kiến Nhật 150 nha. Rồi tiếp theo một con bóp hôm lưỡi cưa nè. Bóp chỉnh cái lưỡi cưa Nhật của mình á. Lưỡi cưa cành á. Hả? Xài lo nó bị khít lại á. Chỉnh lại xong mình dũa ha. Cái này là đồ chỉnh nè. Chỉnh cái lưỡi, cái răng á. Cho nó đều lại. Nó có độ hở ha. Đồ xô le á. Rồi cái mình dũa lại là xài ha. Không có cái này là bó tay ha. Nó chỉnh được, lấy kìm bóp thì nó không có chính xác mọi người. Lấy kìm bóp cũng được nhưng mà nó không có chính xác từng cái lưỡi với nhau ha. Con này bóp là nó đều bon ha. À, nó có nó ghi thông số là mm đó. Điều chỉnh được độ khít, độ hở đó. Rồi. Somat Nhật ha.
coi chỉnh lưỡi cưa này mã số 9 nè, 300.000. À, nó em có về cái len máy chụp hình nữa nè. Đây. Cái túi này của Nhật ha. Móc quá Nhật. Đây cái len này. Con len này của đây con len này của Vivita ha. Đây Vivita thương hiệu này của Nhật nè. Thương hiệu sản xuất dòng len sản xuất chuyên sản xuất dòng len cho các hãng ha. Các hãng máy chụp hình. Đó. Kính rất là trong nha mọi người. Mọi người nhìn thấy bên trong nè, đó. Đó cái lớp bảy màu, cái lớp lớp trắng bên ngoài cái kính đó. Còn nguyên ha. Rồi cái len này nó có tiêu cự là 70-200mm ha. F3.8. Có mặt rô ha. Đây. Mình zoom nó là bằng cách này ha, zoom lên zoom xuống luôn. Zoom lên zoom xuống như vậy ha. Dù muốn chụp 70 kéo lên rồi 70 chụp. Rồi, này là lấy nét ha. Nó đơn giản vậy thôi. Macro nè. Rồi lấy nét. Ở đây phòng khẩu nè. Khẩu còn đẹp lắm. Đây. Khẩu nhảy. Khẩu bung tách tách luôn. Nè, khẩu 38 đến 22 ha. Rồi cái này là ngàm gì đây, ngàm MD nha mọi người, ngàm máy phim ha, MD. Mọi người muốn chuyển qua máy số thì mình sẽ mua cái ngàm chuyển qua máy số ha, MD. Ví dụ ra Sony là MD ra NET ha, NET của Sony đó. Máy số bây giờ tất cả máy số xài được hết nha mọi người. Bana, Sony, Fuji đều có ngàm hết. Nó trên thị trường nó có bán ha. Người chuyển qua xài. Cái này nó khó không có cái nắp trước nha mọi người. Nó mất cái nắp trước rồi nè ha. Cho nên nó bỏ trong cái túi này ha. Đó, hàng nó về vậy ha. Rồi, cái len này mã số 10 ha, 550.000. Cái len zoom 70-200. 550 nè. Rồi cái này em bán sát cho mọi người. Cái con này nó bị hư rồi. Bán sát cho mọi người lấy phụ tùng ha. Còn lên đèn sóng mạch đó ha. Như là nó hư hai ăn mọi người. Hư hai hư cái motor gì á. Chung là phần mạch nó còn vô pin nó còn lên. Rồi bán sát 150 nè. À, còn đầu kẹp rồi luôn nè. Đầu kẹp mới khoan còn ok luôn. Sát ha, 150 nè. Panasonic pin 14V4. Rồi tiếp theo cái con này hay nè, con này cầm tay nha mọi người, dạng tripod cầm tay mini nha, bỏ túi luôn nha, rất là nhỏ gọn nha mọi người, nó xếp gọn là còn như đây nè, 17cm, thân nó đúc bằng nhôm rất là chắc chắn. Đây mọi người có thể gắn máy chụp hình nè ha, máy chụp hình nè, rồi điện thoại mọi người mua cái gắt cái gắt để kẹp điện thoại 15-20 ngàn, tiệm điện thoại nó có bán, ngoài đường cũng có bán đó, gắn vô là kẹp cái điện thoại được ha. Cái này là thương hiệu Hakura của Japan ha.
Đây, nó có phải kéo dài được một nắp nữa nha mọi người nè. Kéo dài ra là 28 ha. Rút gọn 18. Rồi đặc biệt nữa cái nữa nè. Đây. Có chân đứng nha mọi người. Hai chân đứng. Đứng rất chắc chắn nha. Chân nó bằng nhôm. Chân nhôm. Rồi không xài chân nữa, xếp gọn lại. Đẩy nó vô xong. Rồi, cái chai Boss Mini này có mã là số 12 ha, 500.000. Tiếp theo là một cái chai Boss nữa. Con chai Boss này là dài nha mọi người. Bản thân nó là dài nè. Nó 2 khúc nhưng mà khi xếp gọn là nó dài như đây nè, 75 cm. Rồi. Đứng ra nó như vậy ha. Đó, đứng lên. Đây cái đầu để gắn máy nữa nè, cũng gắn máy chụp hình được nha, hoặc là để mua điện thoại mọi người mua thêm cái gắt ha, mua ngoài. Và đặc biệt nó có, nó chỉ xoay lên xoay xuống vậy nha, nè nó xoay một hướng ha. Cái này là chuyên gắn máy chụp hình, chụp hình hoặc là máy cái loại mà gì, ống nhòm mọi người, ống nhòm thiên văn á. Rồi gắn lên đây là nó đúng luôn. Để nhòm chân sau ở nhà để sử dụng. Tại vì cái cây này nó rất là dài, thường sử dụng ở nhà ok ha. Đó. Và đặc biệt nó còn có thể mở rộng ra một nắp nữa nè. Kéo dài ra một nắp nữa nha. Đây nó kéo dài ra một nấc nữa nè, cho em kéo dài ra rồi để đo lại nó cao bao nhiêu không. Rồi kéo dài ra một nấc rồi nó cao 1m2 ha. Cao 1m2 nha mọi người đó. Rồi cái chân chai Boss dài này có mã là số 13 ha, 600.000. Rồi tiếp theo về một cây cưa nữa nha mọi người. Cây cưa này của châu Âu ha. Sandvik ha. Của châu Âu ha. Cái thương hiệu này là của châu Âu, của có lúc nó là của Thụy Sĩ ha, có lúc của Pháp. Chung nó có nhiều nhà máy sản xuất bên châu Âu. Pháp, Thụy Sĩ, Đức nữa. Sandvik ha, của châu Âu, 600 mm là chiều dài cái lưỡi cưa ha. Cái này mới tinh, chưa sử dụng ha. 99% luôn nè. Nó cái lưỡi. Cưa gỗ không à, cưa gỗ. Đó, lưỡi nó dài 60 ha. Đây cái lưỡi này dài 60 nè. Rồi tổng chiều dài cái cưa là 68 cm. Rồi cưa này có mã 14 ha, 500.000. Cán gỗ nha mọi người. Rồi về có một cây nhất.
Cây này là đặc biệt, nó cán nó bằng gỗ rất là đẹp. Rồi 15 cộng dây điện ha. Cộng dây điện tháo trong máy nè. Có hai đầu, sẵn hai đầu luôn, chưa dẹt nha mọi người. Dây này tầm 10 mét đó. Dòng điện nó là 7A 125V. Ghi 7A 125V ha. Ở đây không biết nó bị gì nó quấn. Bệnh giờ nó vậy ha. Xài ok ha. Để nguyên vậy xài. Rồi mã 15, 150.000 cộng dây điện. 16 là súng bắn cát nha mọi người. Đây, rồi cái súng bắn cát. Còn nguyên cái dây để hút cát luôn mọi người. Dây hút cát có cái lưới luôn. Dây hút cát có lưới lọc. Cái này để cho nó nặng thôi ha, để cho nó nằm dưới cát. Rồi này đầu bét. Phun cát. Rồi đầu tiêu chuẩn gắn vô bình hơi không? Xài áp bình thường. Test ok, kính hơi. Bắn cát rất mạnh. Rồi súng bắn cát này mã số 15 nha, 100. Ê xin lỗi. Mã số 16 mọi người. Súng bắn cát là mã 16 nha. 600.000. Rồi tiếp theo bộ lục giác. Bộ bông mọi người. Bộ này bộ bông ha, xài cho mấy cái đồ của châu Âu ha. Ví dụ như xe nè. Xe châu Âu xài đồ dít bông không? Hoặc là đồ điện tử linh kiện này kia nó cũng có xài dít bông nha mọi người. Ha. Đó. Hàng Nhật nó cũng có xài dít bông. Ví dụ như hàng Bana này nè. Cái cục pin của nó đó, xài vít bông này ha, lấy bông này mới mở ra được. À, vít bông ha. Thương hiệu Kobo của Nhật này. Đây nó thông số nó là T6, T7, T8 ha, T10, T15, T20. Cái vít bông nó tính bằng T ha. Ký hiệu nó là T. Rồi cái bộ này treo móc khóa nha, nhỏ gọn nha mọi người. Mã số 17 ha, 150 nha. Rồi tiếp theo cái ổ khóa của Nhật. Ổ khóa này ổ khóa số. Mới tin chưa sử dụng. Nó còn nguyên cái số mật mã nè. Nó sản xuất ra nó treo mật mã cho mình biết. 531 ha. Rồi mình mở 531 nó sẽ mở ra ha. Đây nó có cái dấu để mình dặn, dặn đúng cái dấu này nó sẽ ra. Đây cho mở ô khóa số nó đều có cái dấu vạch này nha mọi người. Chú ý là dặn đúng cái đó. Có bác nhà mở khóa số mà về không có biết chỗ đi vặn ha. Vặn vòng vòng thì nó không có ra được. Đúng nghe cái vạch đó nó sẽ ra. Rồi mã 18, 150 nha, ổ khóa số. Mười chín là cây kìm cốt ha, cốt của Engineer Japan ha. Đây đầu cốt nó như vậy ha.
thông số nè, 18, 20, 22. Đó. Số code đó. Bấm rất là nhẹ nhàng. Rồi mã số 19, 200.000. Kiểm bấm code. Tiếp theo một cái cây 500 để mình lấy đồ rơi rớt ha. Đây nó có 500 nha mọi người. Đây có cục 500 nè, trên đầu ha. Có thể kéo dài ra luôn nha. U gọn kéo dài. Đó, hết lên nè. Lấy đồ rớt ha. Rồi cái 500 này mã số 20 ha. Đây nó cứng tí xíu mà này gốc nó hơi cứng xíu nhưng mà không có ảnh hưởng gì à. Bôi miếng dầu vô cho nó nhẹ hơn. Rồi nó kéo dài ra được đây là 33 cm ha. Rồi mã 20, 150. 21 là cái vòi tuyết cây của Japan Nhật nè. Rồi tuyết cây. Này vô ống 21 rồi mọi người. Rồi. Vô ống là xài. Test rồi ok, nó bị xin lỗi là nó không có xì gì hết. Đây là nó có khóa cái cò lại luôn nè. Đó, người dặn lên là nó khóa, nó tự xịt hoài luôn. Rồi mã 21 ha, 200.000. 22 là cái cờ lê mã 13. Cờ lê hai đầu, đầu hở đầu ấy. Nó có tự động nhưng dặn nhanh. Tiền ngang đảo chiều luôn. OS ha. Chuẩn, thì chuẩn luôn. CRV OS Rabobrain. Cái hiệu đó. Rồi mã số 22 ha, 200.000. Rồi kết thúc video ở đây mọi người. Người mua hàng thì liên hệ thông tin trên ha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ. Hẹn gặp lại video kế tiếp nha. Rồi chào mọi người.